Tiêu Viêm đã trợ giúp Hàn Tuyết cùng các huynh đệ Hàn gia thoát khỏi móng vuốt của yêu vương Hạ Mãng. Cùng thời điểm này tại Hàn gia, một tên công tử của Hồng gia đến bái phỏng và đưa ra yêu cầu là gả hai đứa con gái của Hàn gia cho hắn. Điều này làm cho trưởng lão tức giận. Hắn ta lại thản nhiên uy hiếp bằng cách khoe khoang rằng vài ngày trước mình đã trở thành đệ tử nội các của phòng lồi các. Hồng gia bây giờ đã không giống như ngày xưa nữa rồi. Thiên Bắc Thành này không còn ai thích hợp làm con rể hơn hắn đâu. Gia chủ Hàn gia suy nghĩ một lúc rồi cũng dứt khoát ra quyết định từ chối. Mặc kệ tương lai Hồng gia hắn có địa vị gì ở Thiên Bắc Thành thì ông cũng nhất quyết không gả con gái cho bọn họ. Tên kia vẫn ngông cuồng, hắn cho biết hai vị trưởng lão đi mời Hàn Tuyết đến rồi. Đám người Hàn gia nghe xong liền biết lời mời trong miệng của hắn chính là cưỡng ép bắt giữ. Điều bất ngờ là vị học tỷ Hàn Nguyệt của Tiêu Viêm lại chính là con gái lớn của tộc trưởng Hàn gia ở Thiên Bắc Thành này. Chuyển cảnh về phía Tiêu Viêm, suốt dọc đường đi, hắn vẫn miệt mài ngồi tu luyện. Đang lúc chăm chú thì không gian xung quanh đột nhiên nứt vỡ thành nhiều lỗ hổng. Thò tay vào thăm dò thì hắn lập tức ngạc nhiên. Các khe nứt này câu thông với nhau nên cho tay vào thì tay của hắn có thể đi ra từ khe hở khác. Sức mạnh không gian chỉ có đấu tông mới có thể tạo ra. Nhưng có lẽ là vì hắn đã bị ảnh hưởng từ trong thông đạo không gian nên bây giờ mới có năng lực này. Hàn Tuyết tiến vào trong xe ngựa nói chuyện. Mục đích bên ngoài là hỏi thăm và quan tâm, nhưng thực chất lại là thăm dò. Trên miệng thì nhắc đến người thần bí đã ra tay giúp đỡ để thăm dò hắn. Bình thường nếu không phải quen biết thì sẽ có rất ít người đi lo chuyện bao đồng như vậy. Tiêu Viêm nhanh trí lấy ví dụ, thế đạo này vẫn có nhiều người tốt, giống như Hàn Tuyết vậy, không quen biết mà vẫn ra tay cứu hắn. Lời giải thích này khiến Hàn Tuyết không thể dò hỏi nữa, nàng ta bắt đầu chuyển sang thăm dò thương thế của Tiêu Viêm. Nhưng nội thương của Tiêu Viêm vẫn còn, thương thế nặng như vậy chắc chắn là không phải vị tiền bối đó giải trang được. Thế là Hàn Tuyết đành phải bỏ nghi vấn sang một bên. Đúng vào lúc này, xe ngựa đột nhiên rung lắc, đội xe bị tập kích kịch liệt, vô số công kích giáng xuống phá hủy vật tư, đoàn người nháo nhác hoảng sợ. Rất nhanh sau đó, hung thủ cũng ra mặt, người làm chuyện đó là hai trưởng lão của Hồng gia. Thực lực bọn họ đều là đấu hoàng, có thể vẫy tay điều khiển một thuộc tính ngũ hành. Một người thì điều khiển cây cối, người còn lại thì chơi với lửa. Bọn họ nói rõ ý đồ là mời Hàn Tuyết đi theo mình một chuyến. Nhìn vào cách mời bằng việc tấn công đoàn xe, Hàn Tuyết không thèm đáp một lời. Nàng ta lập tức rút kiếm lao lên tấn công. Tiếc rằng thực lực của cô gái này lại quá yếu ớt so với bọn chúng. Người còn chưa bay đến thì đã bị lão xa bên kia khống chế lại. Những người khác cũng lao đến giải cứu nhưng còn chưa kịp làm gì thì cũng bị một chiêu đánh bay về sau. Hàn Tuyết bị bọn họ tra tấn, ân nhân cứu mạng sắp gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm không thể không ra mặt. Hắn dùng tốc độ sấm sét lao ra ngoài tác động vật lý vào mặt hai tiền trưởng lão, đánh cả hai bay ra xa. Hàn Tuyết cũng được giải cứu. Đến đây thì Hàn Tuyết cũng có đáp án. Cô nàng biết Tiêu Viêm chính là cường gia thần bí đã giải cứu mình. Mọi người nghe xong cũng bất ngờ, hiện tại không tiện nói chuyện đó. Hắn muốn giải quyết hai lão già kia xong rồi nói chuyện sau. Bọn chúng nhanh chóng đứng dậy, dù mới bị ăn đòn thì giọng điệu của hai lão già vẫn cực kỳ ngông cuồng, đồng thời dùng uy danh của Hồng gia để khiến hắn e ngại. Nhưng Tiêu Viêm mặc kệ, hắn yêu cầu bọn họ mang theo người của mình lập tức cút khỏi đây. Lời này triệt để chọc giận đến bọn chúng. Tiểu tử này đúng là ngông cuồng mà, bọn chúng lấy lý do ban nãy bị đánh lén nên mới chịu thua thiệt. Sao hắn còn cơ hội thắng hay sao? Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, hai lão già kia lập tức bạo phát sức mạnh, đấu khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Đám người Hàn Tuyết ở phía xa cũng bị luồng đấu khí ép cho chật vật. Tiêu Viêm thì ngược lại, hắn bước lên với dáng vẻ rất thong dong. Hai lão già nhanh chóng dung hợp đấu kỹ tạo ra nhiều rễ cây lửa khổng lồ. Sức mạnh từ đấu kỹ rất mạnh, Tiêu Viêm cũng phải lên tiếng khen ngợi. Nếu là người khác thì còn có tác dụng, tiếc rằng đối thủ của bọn họ lại là Tiêu Viêm. Việc dùng lửa để đối phó hắn được coi là cực kỳ ngu xuẩn. Hắn sử dụng dị hỏa đốt cho rễ cây lửa tan thành tro bụi, sau đó tiện tay phóng ra công kích đánh trọng thương hai lão già. Biết tiểu tử này quá tà môn, bọn chúng lập tức quay xe. Tiêu Viêm chỉ cần lướt qua đã đuổi kịp và đập cho hai lão già bất tỉnh, rồi mang trở lại giao cho Hàn Tuyết. Nên xử lý như thế nào thì để cho nàng ta tự quyết định. Chuyển cảnh tới Hàn gia, thiếu gia của Hồng gia chưa biết chuyện người của mình đã thất thủ, nên vẫn cực kỳ thong dong. Hắn còn uy hiếp rằng tỷ muội Hàn gia không muốn gả thì cũng phải gả. Trưởng lão Hàn gia cực kỳ tức giận, Hàn Nguyệt đi ra ngoài phản đối và uy hiếp. Nếu như hắn động đến muội muội của mình thì nàng chắc chắn sẽ để hắn chết không yên lành. Hắn ta không những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại, sợ rằng Hàn Tuyết đang ở trong tay bọn chúng nên đám người Hàn gia không dám làm gì.
Rất nhanh sau đó, Hàn Tuyết cũng trở lại, thấy nàng ta vẫn an toàn, mà hai chủng lão Hồng Gia thì bị đánh bất tỉnh. Tên thiếu gia bị một phen xấu mặt, bây giờ đã không có con tin để uy hiếp, hắn ta đành phải chuyển sang kế sách khác là dùng luận võ để giải quyết. Chỉ cần đồng lứa của Hàn Gia có người có thể đánh bại hắn, thì hắn sẽ để yên cho Hàn Gia 10 năm. Còn kết quả ngược lại thì cả hai tỷ muội đều sẽ phải gả cho hắn. Trong toàn bộ Thiên Bắc Thành, còn khó kiếm được người đồng lứa bằng thực lực với hắn. Trận tỷ thí này chính là đang bắt nạt Hàn Gia không người. Không còn cách nào khác, Hàn Nguyệt đành phải đồng ý nhận khiêu chiến. Tiêu Viêm đứng quan sát từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. Hắn muốn hỏi rõ xem người tham chiến có nhất định phải là người của Hàn Gia hay không. Hàn Nguyệt quay lại nhìn thì phát hiện ra Tiêu Viêm, hai bên chào hỏi vài câu. Tên thiếu gia vẫn cực kỳ tự tin vào bản thân nên đồng ý để cho Hàn Gia nhờ đến người ngoài. 3 ngày sau sẽ tiến hành trận quyết đấu. Hàn Nguyệt giới thiệu Tiêu Viêm với mọi người trong gia đình, tộc trưởng nghe xong cũng tán thưởng. Ông hỏi thăm đứa con gái còn nắm chắc trong trận tỷ thí sắp tới hay không. Hy vọng giành được chiến thắng là rất mong manh, nhưng trừ cách đó ra thì không còn cách nào khác nữa. Trong đồng lứa, có thể tiến vào cấp bậc đấu hoàng đã chẳng có mấy người. Mà thực lực tên thiếu chủ Hồng Gia đã đạt tới bát tinh đấu hoàng. Nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Hàn Tuyết, Tiêu Viêm cũng cảm thấy thương xót. Hắn chủ động bước ra thay mặt Hàn Gia xuất chiến. Lời này vừa thốt ra lập tức khiến cho mọi người bất ngờ. Bọn họ không biết thực lực của Tiêu Viêm ra sao nên vẫn hoài nghi. Ngay cả tộc trưởng cũng không được tự tin, Hàn Tuyết thì lại tin tưởng hoàn toàn. Nàng ta từng chứng kiến hắn ra tay nên biết thực lực của hắn rất mạnh. Hàn Nguyệt cũng tin tưởng hắn. Vị trưởng lão Hàn gia là Hàn Điền quyết định thử sức với Tiêu Viêm một phen. Dù sao việc này có liên quan tới tồn vong của gia tộc, không thể để xảy ra chút sai sót nào. Hai người nhanh chóng đi lên sân thi đấu. Thực lực của Hàn Điền là bát tinh đấu hoàng. Vô số đệ tử Hàn gia quan sát đều cảm thấy Tiêu Viêm đang cuồng vọng, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Hàn Điền sử dụng ra môn đấu kỹ tù của mình. Chiêu thức này chính là chiêu đã giúp ông thành danh. Ưu điểm của nó là dựa vào tốc độ nhanh để tấn công. Đấu khí cuồn cuộn tạo thành cơn lốc, Hàn Điền ở bên trong cơn lốc lao đến tấn công. So với tốc độ thì nam chính gần như vô địch trong cảnh giới, hắn dễ dàng tránh né toàn bộ đòn công kích. Hàn Điền tấn công như vũ bão nhưng đều không làm gì được. Ông ta đành phải biến hóa chiêu thức, lúc xoáy bao vây Tiêu Viêm vào bên trong. Sau đó phóng ra một lần 7 đợt công kích chặn toàn bộ đường di chuyển. Đối mặt với nhiều luồng kinh lực đang bay tới, Tiêu Viêm lại không hề nao núng. Hắn mở ra một khe nứt không gian rồi đi vào bên trong, sau đó lại mở ra khe nứt ở vị trí khác. Hàn Điền cùng tộc trưởng vô cùng bất ngờ, còn chưa đạt tới đấu tông mà đã sử dụng được lực lượng không gian. Đây là một con bài tủ cực kỳ đáng sợ. Hàn Điền đã dùng hết chiêu mà vẫn không làm gì được nam chính, nên ông ta đã thua cuộc. Lúc này tộc trưởng cũng đã tin tưởng thực lực của hắn có thể đấu lại được tên thiếu gia Hồng Gia. Mà đám đệ tử Hàn gia bản nãy có ý kiến cũng nể phục. Diễn biến tập phim đến đây là khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!